Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 10 và quý phụ huynh. Chúng ta đang học ở phần hoạt động thực hành và trải nghiệm ở trang 91, 92. Ở trang 91 thì chúng ta được học ở cái phần 1 là tiết kiệm. Nghĩa là chúng ta đã biết cách tính số tiền sau khi chúng ta gửi cái số tiền tiết kiệm với phần trăm lãi suất và bao nhiêu năm. Thì chúng ta đã có công thức là T sẽ bằng là A nhân cho 1 cộng R phần trăm tất cả mũ N, N. N là đó chính là cái số năm tiền gửi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần hoạt động 2, đó chính là chúng ta sẽ đầu tư cái này là chứng khoán em nha. Chứng khoán thì ở nước ngoài thì nó đã có lâu rồi các em, gần như là nói về dân IT là gần dân công nghệ thông tin của cả người dân luôn, thì nói về chứng khoán này gần như ai cũng mua cổ phiếu được và gần như ai cũng có quyền đầu tư. Nghĩa là nhà nước sẽ tiến hành giao dịch và lên các cái sàn chứng khoán để người ta có thể đầu tư, thì cái này thì chắc chắn nó cũng sẽ có sự rủi ro. Cái gì cũng vậy em, đã nói đầu tư là phải có sự rủi ro, nghĩa là không phải ai đầu tư cũng sẽ được lãi suất gọi là tiền tiền lời đấy, cũng có thể lời hoặc là cũng có thể lỗ, giống như là đánh số rồi em, có thể trúng hay không ha. Nên là muốn làm giàu thì bắt buộc phải đầu tư em. Còn nếu mà dù chúng ta có 1 hay 2 tỷ mà muốn chắc chắn thì gửi tiết kiệm để sinh lãi thôi, em hiểu chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở hoạt động 2, xem thử người ta đang nói cái gì trong đây nha. Cô Lan có 511 triệu đồng. Thầy tóm tắt cái đề bài nha. Số tiền hiện có là 511 triệu triệu đồng ha. Và dự định đầu tư vào chứng khoán của công ty A. Biểu đồ chứng khoán công ty A được cho trong hình T1 với những thời điểm khác nhau. Nghĩa là nó có rất là nhiều thời điểm khác nhau nha. Ví dụ ở hình T1A này, ngày 10 tháng 6 này, thì ở đây cứ một cổ phiếu ở đây là đây cái giá này em, nó cho này tháng 8, tháng 10, tháng 12, nghĩa là nó sẽ biến động liên tục, đã khá là như thế. Em thấy cái biểu đồ giống hình cosine ha, nó lên xuống đó, ví dụ đây là giảm này, còn đây là tăng ngất ngưỡng này. Nếu mà dân chơi chứng khoán mà thấy cái nó tăng lên tới đây là gọi là dầu sù đấy, mà nó xuống đây là méo cả mặt này, và đặc biệt là xuống tới tầm này là coi như hỏng rồi đó, gãy rồi đó. À, đầu tư càng nhiều thì càng chết thôi em, càng lỗ, đại khái là như vậy. Anh em nhìn vào các biểu đồ hình T1, các thời điểm ví dụ 27 tháng 7 này, thì cái thời điểm của nó này, cái giá trị của nó này đó, đây là 86.000 này, 86.000 này bán ra một cổ phiếu không. Hình T1C này, 30 tháng 12 này, thì em thấy thời điểm này nếu bán ra là 108 này, 108.800 đồng này. Còn ví dụ như ở cái tháng, ví dụ như ở đây âm này, em thấy âm không? Đây. Tùy tùy thời điểm nha, tháng 10 ngày 10 tháng 5 năm 2021 này. Nó tương ứng với số tiền này các em này, biến động. Em mua càng nhiều thì chắc chắn nó sẽ ấy, thì ở trong đây nó có cái bảng này. Người ta đã thống kê cái bảng này, thời gian này, giá một cổ phiếu này đó, người ta liệt kê đây ha, số cổ phiếu này để tính ra tiền á, tính ra tiền á, thì các em lấy số cổ phiếu nhân cho giá của một cổ phiếu, và tổng tổng của cái bà này đầu tư là 511 triệu, số tiền khá là lớn các em ha. Như vậy thì ở đây người ta hỏi gì? Câu A là nếu cô Lan bán ở đây là 5.000 cổ phiếu của công ty A vào các thời điểm sau, thì tổng số tiền tương ứng cô Lan thu được là bao nhiêu? 5.000 cổ phiếu đó, ví dụ như vào cái thời điểm 27 tháng 7 năm 2020 là đây. Số cổ phiếu chúng ta là 5.000, giá của một cổ phiếu thì em lấy 5.000 này em nhân cái giá này thì ra được số tiền. Em có hiểu không? Hiểu đúng không? Nghĩa là chúng ta sẽ lấy số tiền này, câu A này, cái này dễ. Tại có cái bảng này rồi này các em này. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy số cổ phiếu nhân cái giá một cổ phiếu thì ra được số tiền của 5.000 cổ phiếu này. Nên là các em thấy là ví dụ các cái xác ấy, ví dụ xác Bình hay là một cái gọi là cái kêu gọi nhà đầu tư, thì nhớ không nhầm là có cái vụ gì mà đi mở quán trà sữa đầu tư 5 tỷ, mỗi tháng kiếm 1 tỷ, thì mấy xác đi bảo gọi một tháng kiếm 1 tỷ mà yêu cầu kêu gọi 5 tỷ đầu tư. Đầu tư nghĩa là như thế này, nghĩa là nó có cổ phần ở trong đó, ví dụ thầy tham gia là 5 tỷ là được 25% cổ phần, tổng số ví dụ là 100 tỷ chẳng hạn, ví dụ thế, hiểu không? Cái này thì khi nào chúng ta đi vào đại học, học vào cái chỗ
tài chính kế toán các kiểu đồ game thì chúng ta sẽ học chuyên sâu. Còn cái này thì chỉ mang tính chất giới thiệu thôi để chúng ta hiểu thôi ha. Số tiền cô Lan thu được nếu bán vào thời điểm là ở đây chúng ta sẽ có 3 thời điểm. Thứ nhất là cái ngày 27 tháng 7 năm 2020 thì chúng ta sẽ bán 5.000 cổ phiếu và giá một cổ phiếu là 102.200 đồng. Như vậy thì 20 mà 27 đây 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 thầy nãy cứ chỉ cái chỗ đây đây này, ngày tương ứng cái ngày cho mắt nhắm mắt mở này, quất cái thằng này lên nhân đây là 86.000 nha, là cái em sẽ lấy là 5.000 cổ phiếu này nhân cho 86.000 thì sẽ bằng. Hiện nay chủ yếu sử dụng máy tính bấm thôi, có vấn đề đâu. Đây nghe, như vậy thì sẽ được là 430 triệu đồng đầu tư. Nếu mà đầu tư á, đầu tư là 500 mấy nha, 510 11 triệu này, chứng tỏ là lỗ, bán thời điểm này lỗ à. Bây giờ bán vào thời điểm ngày 30 tháng 12 thế này, không bán thời điểm này là bán vào thời điểm này, xem thử lời hay lỗ, cũng là 5.000 30 đây. Bây giờ giá cổ phiếu nó tăng cũng 5.000 đó, cũng 5.000 cổ phiếu, nghĩa là bà cô này là bà đầu tư 5.000 cổ phiếu mà, đúng không? Một không tám tám không không đó, nếu bán này lời à, lời thấy chưa, thấy lời không, phá chưa, phá phá chảy nước miếng rồi không, bán này lỗ mé mặt rồi. Rồi ngày 10 tháng 5 2021, 10 tháng 5 2021 thì đâu rồi, đây chắc nghi chắc méo mặt quá, 5.000 nhân ở đây cho 91.000 trên một cổ phiếu. Đó nè, con thử có méo mặt không, hai mặt cười đây, thầy nghi nghi là méo méo ngay mà, thầy biết ngay méo mà. 455 đó, nếu mà bán thời điểm này lời này mà hai thời điểm này lỗ này, đang hình dung như vậy. Phần này hiểu rồi đúng không, hiểu lời và lỗ chưa, cảm nhận được chứng khoán là gì vậy nào. Tiếp tục, nếu ngày 10 tháng 6 năm 2020 cô Lan dùng số tiền 511 triệu này gửi tiết kiệm lãi suất 6% trên năm cho kỳ hạn một tháng thôi nha, thì vào ngày 10 tháng 5, có được lãi suất RR người ta là 6% này, số tiền gửi A người ta là 511 triệu này cho kỳ hạn 1 tháng, thì vào ngày 10 tháng 5 tổng số tiền cô Lan nhận được là bao nhiêu? Một tháng cộng với ở đây là ngày 10 tháng 6 tới ngày 10 tháng 5 thì chứng tỏ nó sẽ là bao nhiêu game? Đang nào biết? Để mà tính cái này thì chúng ta phải tính lãi suất trước. Chúng ta tính lãi suất 1 tháng em. Chúng ta tính lãi suất 1 tháng. Tại vì đây là năm mà đây là đơn vị là tháng, thì chứng tỏ chúng ta phải tính để chúng ta thế vào công thức T các em nha. Cái này phải có cách tính, cho không phải thế đùng đùng vô là sai á. Bây giờ lãi suất á là 6% trên năm, đây là năm mà đơn vị kia là tháng thì bắt buộc phải tính ra tháng, em hiểu không? Cho cái kỳ hạn 1 tháng thôi, tương ứng là như vậy, 1 năm là mấy tháng, 1 năm là 12 tháng, các em lấy 6% đây này, 6% này các em sẽ chia cho 12 thì chắc chắn cái này sẽ bằng là 0,5% trên 1 tháng, nghĩa là 1 tháng sẽ tương ứng sẽ là 0,5. Như vậy R bây giờ chúng ta sẽ thế bởi là tháng là 0,5. Như vậy thì từ cái thời điểm chúng ta tính này, bao nhiêu tháng, từ ngày 10 tháng 6, ngày 10 tháng 6 năm 20 cho tới ngày 10 tháng 5 21, 1 năm là 12 tháng mà ở đây nó thuộc lại 1 tháng thì chứng tỏ là còn 11 tháng. Từ thời điểm này cho tới thời điểm này là 11 tháng ha. Như vậy thì thời gian gửi là từ là bao nhiêu này?
ngày 10 tháng 6 đúng không? 10 tháng 6 năm 2020 đến ngày 10 tháng 5 năm 2021 là bao nhiêu tháng? Là 11 tháng. Nhớ là như vậy, là 11 tháng. Như vậy thì vậy số tiền cô Lan nhận được sau 11 tháng là như vậy, T người ta là A, người ta là số tiền là 511 triệu là cần gửi này. Một ở đây cộng lãi suất ở đây không phải là 6% mà tính theo tháng thì chúng ta sẽ là 0,5% ở đây, và cái N của ta đây chính là số tháng là 11. Như vậy T ở đây thì xem thử là cô Lan sẽ nhận được bao nhiêu nha. 511 123 123 nhân mở ngoặc ra 1 cộng 0,5 ship phần số mũ 11. Đây. Nhận được là tầm 539 818270 đồng, đúng không? Cái số tiền là nhận được cái này. Ok chưa? Hiểu không? Rồi, như vậy thì ở đây rồi bây giờ tới phần trao đổi này. Với tình huống trên, cô Lan nên đầu tư như thế nào để hiệu quả nhất? Với cái tình hình mà như này á, thì chúng ta ở câu A ấy, với tình hình mà bán như này thì nên bán vào 30 tháng 12 thì sẽ lãi này. Là câu thứ nhất. Bây giờ phần trao đổi nha. Chứ bán vào hai thời điểm đầu và cuối kia thì nó sẽ lỗ. Tại vì đầu tư vô 511 triệu mà thu được có 400 mấy thì lỗ cắm đầu rồi. Như vậy thì với tình huống như trên, cô Lan nên đầu tư thời điểm, nghĩa là đầu tư á, ở đây thầy nói này, đầu tư phải là đầu tư khi đó giá cổ phiếu nó rơi xuống là kịch tràng. Nghĩa là khi nào mà ảnh thấp nhất là nên đầu tư, là nên mua. Và khi bán ra là phải là bán giá cao, và mua thì phải là giá thấp. Chứng tỏ khi đó phải đầu tư vào thời điểm là gì? Giá thấp nhất đó chính là 27 tháng 7, lúc đó là 86.000 đồng trong một cổ phiếu á, là lúc này nên mua vào này. Và bán ra vào thời điểm đó chính là 30 tháng 12 năm 2020. Bán ra với giá cao, mua vào và giá thấp. Nhớ nguyên tắc đầu tư chứng khoán là như vậy. Mai mốt lớn lên có vốn, có ngầu hứng mà đầu tư chứng khoán thì phải nhớ nguyên tắc cốt yếu như vậy. Mà thầy nghĩ cái đấy là ai cũng biết rồi, thầy không nói các em cũng biết mà. Tiếp tục câu B. Nếu so sánh giữa việc gửi tiết kiệm và đầu tư, cô Lan nên chọn hình thức nào? Thì cái này cũng tùy theo cái máu của người ta. Nghĩa là có người á thì muốn ăn chắc á thì gửi tiết kiệm, còn không á mà muốn gọi là cho cái nhịp tim nó đập hơi nhanh á và có cái sự hồi hộp gọi là may rủi đấy thì nên chơi chứng khoán. Còn ví dụ ăn chắc, tại vì gửi tiết kiệm thì nguyên tắc nó trả bao giờ lỗ, nó chỉ có lãi thôi, và nó lãi chắc chắn là thấp, tại vì nó không có rủi ro. Cái gì càng rủi ro càng cao thì chắc chắn lãi suất nó sẽ càng lớn, và cái mức độ mà gọi là bay luôn cả vốn là cũng có thật các em. Có nhiều nhà đầu tư khi đấy thậm chí còn đi tù đó, thầy nói thực sự là như thế, chứ không phải là người ta nói cái câu là gì nhỉ, sống thuyền to thì gió lớn thôi. Nghĩa là chúng ta sắm thuyền to thì ra khơi đánh bắt những con cá lớn thì chắc chắn nó ra hồi đó thì chắc chắn nó cũng sẽ sống to gió lớn thôi. Còn dù các em sắm những cái thuyền hay nhỏ đánh bắt gần bờ thì chắc chắn là chúng ta an toàn, đã khá là như vậy đó. Ta cứ hình dung thế là nó dễ hiểu nhất, đúng không? Như vậy thì ở đây khi đó theo thầy nghĩ á thì chúng cô Lan nên gửi tiết kiệm nha. Ở đây chúng ta có hai trường hợp. Nếu cô Lan gửi tiết kiệm thì đến cái ngày 10 tháng 5 2021 số tiền thu được, chúng ta vừa mới tính ở trên là 539 triệu 818271
đồng, đúng không? Còn nếu như chúng ta so sánh mà, nếu cô Lan đầu tư chứng khoán, đúng không? So sánh hai thời điểm này thì để biết được này, chứng khoán thì đến ngày 10 tháng 5 2021, số tiền thu được, số tiền thu được là hồi này chúng ta tính là chỉ có 455 triệu thôi. Thì nếu mà cùng thời điểm này thì nên gửi lại tiết kiệm chứ không nên đầu tư chứng khoán. Như vậy cô Lan nên chọn hình thức tiết kiệm. Thầy tâm sự thật với em là như thầy á, thầy ăn chắc mặt bền em, có bao nhiêu thầy gửi tiết kiệm hết à, dù được 5 triệu gửi 5 triệu, 10 triệu gửi 10 triệu, chứ không có chơi chứng khoán, từ hồi nhỏ giờ cũng chưa chơi chứng khoán lần nào, thực sự là như thế. Và ông chưa gọi là chưa đủ trình để mà chơi, và thầy cũng không 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 thích tìm hiểu về chứng khoán này, biết nhưng mà không chơi nha. Trong quá trình học thì đã học rồi nhưng mà nó cũng liều mạng lắm nha, sợ lắm. Có mấy đồng bạc tiền lương mà đi chơi cái này rồi đầu tim mình nhớ toi lắm em. Thôi ăn chắc mặc bền gửi tiết kiệm cho chắc ha, còn tùy em thôi, nhà em tùy hoàn cảnh nữa nha, dù nhà người ta giàu sẵn rồi thì cứ thế mà múc thôi, còn ấy thì thôi ha. Rồi bây giờ thầy sẽ giải cho em phần vận dụng, vận dụng luôn nha, đáng lẽ vận dụng này thầy giải sâu nhưng mà thôi giải luôn. Anh Tiến có ở đây là 898 triệu 200 nghìn đồng dự định đầu tư, đây là chơi chứng khoán này, số tiền gốc này. Anh Tiến mong muốn sau 2 năm sẽ nhận được số tiền cả gốc còn lại là 1 tỷ. Ngày 9 tháng 12 năm 20, tên mốc thời gian này, anh Tiến quyết định đầu tư mua cổ phiếu của công ty B, giá mỗi cổ phiếu ở đây là 24.950 đồng trên một cổ phiếu. Biểu đồ chứng khoán của công ty B được cho giống như hình T2 đây, nó cũng lên xuống đây, đây là tới đáy này, nếu mà xuống đây là dân đầu tư chứng khoán là méo méo mặt luôn em. Nhưng mà lúc này là thời điểm mua này, cái lúc này thời điểm này là mua này, mua là ok nhất này, còn cái thời điểm này là thời điểm bán này. Đó. Thời điểm này là thời điểm bán này, bán chắc chắn sẽ lời rất nhiều luôn. Nó mà lên biểu đồ này là xuống kinh khủng luôn em, không xuống xuống tê người luôn á. Lúc đó nhà lầu sẽ hơi muốn gì muốn á, nhưng mà đã xuống rồi bán hết. Dựa vào biểu đồ trên, hãy tính số tiền mà anh Tiến thu được khi bán cổ phiếu của công ty B tại các thời điểm. Bây giờ á, để bán các thời điểm này thì bắt buộc thì cũng giống như người ta phải nhân, nhưng mà quan trọng là bây giờ với số tiền này mà mua với một cổ phiếu này thì anh Tiến này mua được tổng cộng là bao nhiêu cổ phiếu đã. Giống như ở trên cái bảng này á, là người ta đã cho em là số cổ phiếu rồi, thì việc lấy số cổ phiếu nhân giá tiền thì ra được mỗi thời điểm cái giá tiền như nhau. Nhưng ở đây chưa có số cổ phiếu thì bắt buộc chúng ta phải lấy tổng số tiền này chúng ta chia cho một cổ phiếu để ra tổng số cổ phiếu của anh Tiến đã mua được là bao nhiêu cổ phiếu của công ty B này. Sau đó chúng ta phải căn cứ vào cái biểu đồ này để em nhân giá tiền tương ứng cái thời điểm đó. Em hiểu ý thầy nói nè. Như vậy thì bây giờ thầy sẽ tính cái số cổ phiếu mà anh Tiến đã mua bằng cách lấy số tiền này chia cho một cổ phiếu này thì ra tổng số cổ phiếu mà anh Tiến đã mua. À, như vậy thì em ghi thầy là số cổ phiếu mà anh Tiến mua được là chúng ta sẽ lấy tổng số tiền anh đầu tư là 898.200 chia cho một cổ phiếu là 24.900 đồng sẽ bằng. Cái này dùng máy tính bấm thôi. Các em xem thử là bao nhiêu cổ phiếu nha. Dòng Việt Nam mình bữa nay chơi chứng khoán gớm luôn em. Nhưng mà chủ yếu là tập trung các thành phố thôi, chứ nông thôn thì không có đâu. 36.000 cổ phiếu nha. 36.000 là lớn đó nha, chứ không đơn giản đâu. Đầu tư như đây là gớm hay liều mạng hay chứ không phải giỡn đâu. Rồi bây giờ nè, giờ từng thời điểm nha. Ngày 15 tháng 3
15 tháng 3. Đó này. Tháng 3 đây. Đó rồi. Ở đây là 15 tháng 3 năm bao nhiêu? 15 tháng 3 năm 21. Tháng 9 tháng 12. Đúng không? À. Đây là tháng 2 này. Tháng 3 này. Đúng chưa? Đúng như nào? 15. Đây là tháng 4, tháng 5. Như vậy thì vào 15 tháng 3 là đây, tháng 3 này 15 này. Chúng ta sẽ dùng cái thước của chúng ta căn song song với anh này, xem thử là giá tiền là bao nhiêu ở tại biểu đồ này. Ta giống ngang qua. Đây nghe. Em nhìn thấy không? 33.000 không? Đó. Như vậy thời điểm này anh bán ra thời điểm này là 33.000, chắc chắn là lời rồi. Đúng không? Rồi bây giờ 15 tháng 3 này, em hiểu nè, 15 tháng 3. Giờ số tiền bán cổ phiếu vào thời điểm bây giờ, thời điểm thứ nhất là 15 tháng 3 năm 2021, cái giá cổ phiếu lúc đó là 33.000 trên một cổ phiếu này, thì khi đó chúng ta sẽ lấy tổng số cổ phiếu là 36.000 cổ phiếu nhân cho một cổ phiếu là 33.000 nhân này cho 33.000, chắc chắn là lời. Tròn lên tới 1 tỷ mấy luôn, mong muốn 1 tỷ mà bây giờ đã lên 1 tỷ mấy thôi, 1 tỷ 188 triệu, quá đã, xuống tê người, mua xe ngay ha. Rồi bây giờ thời điểm nào nữa đây, 15 tháng 4, 15 tháng 4 phải không? Bây giờ 15 tháng 4 đây. Đúng không? Chờ thầy thì thấy hơi méo. 15 tháng 4. Đây nha em. Đây này. Xin lỗi em, cái đường này này. Nhiều lúc người ta cho như này coi nó không được chính xác này em này. Đây 15 tháng 4 này. Nằm giữa đây. Đây nè. Như vậy chỗ này cho 34.500 đồng vậy ha. Đó, 34.500 đồng. 15 tháng 4. Chẳng hạn người ta cho cái bảng em là nó dễ. Giờ người ta cho trên biểu đồ đấy cũng khó chứ không? Cho 34 đây, 34.000 trên một cổ phiếu đi. Cái cách làm chúng ta là như vậy, lấy tổng số cổ phiếu 36.000 cổ phiếu nhân cho 34. 34.000. Chứng tỏ anh này toàn là lời không ha. Bán kiểu đây là thôi chứ chịu gì nói. 34.000. Gì vậy? 36.000. Quá rồi, quá trời quá đất. Nếu chúng ta lấy, nhưng mà trên đây chắc 34.500 mấy em. Cho 34.500 đồng đi. Sửa số 5 lại trên, tại vì nó ở trên 34 mà. Đúng không? Trên 34 mà. Sửa này thành số 5. Rồi. Đây nghe. 1 tỷ tỷ 242. Anh đang sướng mà, cho anh sướng đi chứ. Rồi tiếp một thời điểm nữa sao, 18 tháng 5, coi thử 18 tháng 5 là như cái giá cổ phiếu nó cao gơ em ha. 18 tháng 5 đây này, ngóc ngưỡng luôn. Trời ơi, 18 năm này là
đây nè, đây 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 này, có số này luôn nè. Giá cổ phiếu nó là 36.550 đồng trên một cổ phiếu. Như vậy các em sẽ lấy là 36.000 nhân cho 36.500 đồng. Trời ơi, mua mẹt luôn ha các em ạ. Giá ở đây thì mua mẹt thôi, ngồi cười miết thôi. Trộm tỷ ba. Cái này nhanh lên hoặc nhanh xuống nha. Và đời lên do xuống chó lúc nào chả hay đâu. Nếu mà chơi cổ phiếu này nè. Rồi. Ok, được chưa? Như vậy thì trong clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong phần 2 thì thầy sẽ quay cho em phần hai nhỏ là thuế thu nhập cá nhân em nha. Chúc em học tốt. Bye bye. Xong rồi đó.